Quý vị ơi, ngày hôm nay em ghé quay hot boy bánh tiêu cả nhà. Hello bạn. Sáng giờ bán được không? Thấy còn ít quá trời gà. Đâu, do chưa chiên hả? Sao bữa nay bánh cẩm bán ít chị? Đây, còn nhiều bán nhiều giá tí ấy thì chiên thêm cũng được. Bữa nay có đơn mối gì không? Bán bình thường. Sáng nay nó chiên quẩy nè quý vị, quẩy mới chiên lên rất là đẹp luôn nha cả nhà. Những màu vàng ôm luôn. Đây nó bán bánh cọng quẩy, bánh tiêu, bánh đùi gà. Sáng giờ bán cũng được hả? Bán được, hôm nay đã chuẩn bị qua tháng 7 là bán được rồi. Dạ, đi học đã hết rồi, sáng đi kẹt xe đó mà chưa thấy ai đi rồi. Giờ là quay lại cái tháng bình thường là kẹt xe rồi đó nha. Giờ học sinh đi học lại rồi. Rồi nay là bắt đầu kẹt xe hả? Tại nay bắt đầu học sinh sinh viên bắt đầu tụ trường quý vị nha. Hồi đó có học tới lớp mấy con nghỉ vậy? Lớp 5 hả? Lớp 5 hả? Học hết chương trình lớp 5 là nghỉ rồi. Hồi đó học không vô nữa hay là nhà nghèo nghỉ? Học không vô chứ. Học không vô chứ muốn đi kiếm tiền rồi. Hồi xưa nó ở chung với ông bà nội. Ông bà nội còn không? Mất hết rồi. Mất hết rồi. Dạo này chắc ngày bán trăm mấy bánh hả? Ngày có 150 bánh, 150, 200 bánh. Là 100 bánh tiêu còn lại mấy bánh kia hay sao? Ốm giờ chia lai ra cũng được 40 bánh rồi. Đây nó chiên quẩy nè quý vị nha. Bây giờ tính xương xương là chiên chắc được 40 cái tiêu, 30 cái quẩy, 10 cái rồi cái mấy vị bánh bánh cọng. Bánh cọng bữa nó lấy thiệt nhiều, bữa nó lấy cân ít nè. Bánh cọng bán chậm hả? Dạ. Thì cũng có bữa này bữa kia mà. Mua bảo hiểm y tế chưa? Mua là ở Sài Gòn mua được không ta? Còn cũng chưa biết. Chúng $5 ở Bỉ nói là nói chú mua giùm con kìa. Chú tài trợ kìa. Con đưa căn cước đây chú mua giùm cho, chú ra bưu điện thành phố chú mua giùm cho, còn không là con mua đi rồi chú đưa tiền ra. Dạ thôi đi. Cái đó để con thử xử. Con cứ mua đi rồi có gì báo chú gửi tiền lại cho, không sao hết. Trời ơi, mà chú không biết là ở tỉnh thì về tỉnh mua hay là Sài Gòn nữa. Cái đó để chú phải hỏi lại bưu điện. Bưu điện mà bưu điện của nhà nước đó nha. Chứ tao có mấy loại bưu điện. Bưu điện giao hàng tiết kiệm là không phải à. Bưu điện của nhà nước là EMS á, Việt Nam Post á. Mấy người mà có thùng vàng vàng á. Thùng vàng vàng. Thường thường người ta cũng giao bình bệnh. Còn cái kia là chuyển phát nhanh là của giao hàng tiết kiệm rồi T&T rồi tùm lum tà la hết. Mua bảo hiểm là chỉ phòng ngừa là mình nhập viện thôi đúng không? Đúng rồi, chán chán là con mua bảo hiểm con muốn con bệnh. Có không? Mua bảo hiểm nó cũng lợi lắm á. Tự nhiên
đang khỏe không muốn đi, muốn vô bệnh viện làm gì? Thì đó mua phòng hờ rủi ro. Chứ con chưa thấy cảnh mình lỡ mà mình té hay gì đó là bệnh nặng là bảo hiểm, chứ không có bảo hiểm là bay cái mấy trăm triệu là bình thường đó. Chắc nó cũng chưa cấp bách đâu mà. Thôi sáng giờ nó uống mấy ly nước rồi trời. 2 ly rồi. Chắc chưa ăn sáng luôn hả? Cô mua cái gì ta? Cô mua bánh cộng nè quý vị nha. Giờ 7:30 mới ra là biết giờ luôn. Biết giờ vẫn phải chờ. Chờ chi chờ vậy? Phải tập phải bán báo. À. Mua báo. Ở mấy người lớn giờ mua báo, giờ mình toàn coi trên mạng không à. Giờ coi trên mạng mà người ta tìm đâu có được đâu. Bữa hôm qua con mấy giờ về? Hôm qua hả? Hôm qua như tầm 10 giờ hay sao? Bữa hôm qua bán đắt hả? Hay có ai cứu? Tầm 10 giờ 11 giờ về đi bán đi ít mà. Hôm qua đi có 120 bánh à. 120 bánh thì bán được 700 ngàn. 700 không? 700 ngàn là doanh thu nha, còn lợi nhuận thì không biết à. Lợi nhuận được 30% không? Lợi nhuận thì nó tầm là 200. Nó cũng tốn tiền khăn này nha quý vị nha. Khăn là bỏ hả? Dạ. Chứ đâu có giặt. Lao xong bỏ chứ đâu có giặt. Lúc trước thì dạ chị chờ em xíu rồi, nó đang lượt vào. 10 ngàn. Đúng rồi, với 20 tuổi mà giỏi rồi, nhiều đứa nó còn báo cha báo mẹ nữa. Cha còn đâu nữa. 4 năm rồi. Hôm nay con nhiêu? 20. Hôm nay con mấy 20 à? Vừa bước qua sinh nhật là 21 không? 15 tuổi là nhà rồi. Trời, mình học đại học là mình tới 23, 24 tuổi còn báo cha báo mẹ ra trường, xong rồi cha mẹ mua xe máy rồi đi làm nữa. Còn nó là mới có mười mấy tuổi làm mà. Giỏi quá trời giỏi luôn. Giỏi mà còn hot boy nữa. Trời đưa đẩy thì sao đi dạy thôi. Ngày dạo này anh làm bột ít lại rồi, 100 mấy bánh thôi. Hồi lúc đương thời hot thì làm 150-200 hả? Còn giờ hot sơ sơ bán 120. 100 mấy bánh đủ sáu. Một cây ra là 100 hả? Bây giờ dạo này mưa cũng chiều. Sáng nay nó cũng làm gặp nữa. Thành ra đi phòng khi ôm xô nó còn đỡ được chút. Ở đây nó bán đối diện 171 Sống Chiếu nè quý vị nha. Rất là đường này rất là đông người đi qua lại cũng dễ bán. Đây nó bán bánh tiêu nè, bánh quẩy nè, bánh đùi gà nè. Bánh cộng hết rồi. Đây nó đang chuẩn bị lượt dầu.
nên nó còn nửa khay bánh tiêu, còn mấy chục bánh. Ví dụ một lớp là bao nhiêu là con phải biết chứ, ví dụ một lớp là một dãy là bốn bánh là 48 cái, còn 42 cái. 42 cái à. Còn ngoài kia nữa hả? Ngoài kia. Là 6 mấy cái đó. Là 20 cái. Là sáng giờ bán tầm có 40 bánh tiêu hả? Bởi vậy cứ bán lai ra ảm đạm mà. Thôi bán có được khách qua lại mua vậy thôi, bán đâu nhiều. Bán vậy như sáng dạ uống ly cà phê chiều về. Anh nó bán nó chiên một đợt rồi đó, giờ còn bánh nè, để tí nữa ai mua hết rồi nó chiên tiếp. Bữa giờ lên ký chưa bạn? Không cân hả? Không lên. Được 50 ký không? 44 ký. Trời, gì 44 ký chị? Sao gái. chú còn nhỏ con mà chú tới 60 ký, 61 ký. Còn thu con gái luôn mà. Nó giữ eo eo đó, dòng eo Ngọc Trinh. Eo eo này thấy xương. Ăn được không mà ốm? Ngày vô ăn 2-3 ký. Mà nó không lên được. Ăn nhiều đi nhiều vậy. Nhiều đứa nó không ăn, nó hít không khí nó cũng mập, mà nhiều đứa ăn nhiều khi không có mập nổi. Nhiều khi con mông lên 55-60 ký được. Cho nhìn cái tướng nó đỡ khô chứ. Còn 60 ký là được, nhìn nó không có ốm quá xanh sao. Được ớt cái tay nó đỡ. Không giờ con đi tập gym con uống gì protein gì đó, mắt gì đó, thấy tụi nó ốm ốm tập gym mới lên, nó dữ lắm. Con đây làm biến chết rồi. Con đây sáng mấy 6-7 giờ hết xong hết thì cái tàu làm biến rồi đó. Hết giờ làm cái bắt đầu làm biến. Đây còn bánh tiêu đấy, dưới ai đây? Chiên hết cho chú đi. Chúng $5 mạo hết cho mà về luôn. Vậy là bữa hôm qua con cũng về sớm là con bán được đó. Dạ hôm qua thì con giao cho mối. À giao cho mối hả? Giao 100 cái à, con bán thêm có 40 cái. À vậy tưởng sao mà hôm qua mà bán bình thường mà về sớm là tới lạ đó. Thật ra con giao cho hết 100 cái, 40 cái con bán từ lúc sáng cho đến lúc người ta giao mối là hết luôn á. Thì cô cổ thấy còn nhiêu cô mua luôn. Ừ. Về sớm. Nó sạch. Bị hai cái luôn. Ừ. Bây giờ bằng nó bỏ những bánh cuối cùng vô để đi phát từ thiện quý vị nha. Bánh quậy tốn bịch quá ha. Bánh quậy nó bự quý vị mua mà. Tốn bán. Bịch đến ký 40 hả?
Đây nó bỏ bánh tiêu với lại quẩy để phát ăn quý vị. Đây, một đống luôn nè. Quá trời nhiều luôn. Tí nữa em ghé bệnh viện 7A chứ Nguyễn Tri Phương phát quý vị nha, phát dưới chân cầu nó nhiều lắm. Chứ buổi trưa đâu biết phát ở đâu đâu. Buổi trưa người ta trốn hết trơn. Buổi tối mới đông. Tại hôm nay chúng $5 ủng hộ mua mạo hết cho mà anh về sớm luôn. Đây bạn bây giờ nó bỏ vô cái bịch lớn luôn. Một bịch duy nhất là em chở được rồi. Đây nó bỏ vô bịch này cả nhà. Hôm nay phát từ thiện có bánh tiêu, bánh quẩy, rồi bánh đùi gà luôn cả nhà. Chứ còn mấy cái bánh ấy mua luôn, mấy bánh bò nè, ba bánh ở sau. Bao nhiêu bịch bạn? 34 bịch. 34 bịch. Còn nữa không? Đây còn bánh bò. Còn bánh bò luôn. Còn 2 miếng bánh bò với cái bánh tiêu. Là 35. Vậy con bỏ cái đây vô bên kia. Kẹp vô luôn không? Kẹp vô. Bỏ một thôi, bỏ bịch ra đi. Mà hết luôn. Hết luôn. Ừ. Mà là bao nhiêu cái quên này? Mà là 70 cái hả? Là nhiêu tiền? 350. Là 350 ngàn quý vị nha. Rồi một đống thì có 350 ngàn. Đây 350 nè. Mua ủng hộ nè. Còn dư bữa nào mua tiếp. Rồi cảm ơn chúng $5 đó hả, mua ủng hộ cho bạn nha. Cảm ơn chú ấy. Giờ về hả? Dạ, về luôn. Được về sớm là giờ 10 giờ 10 rưỡi với nhiều. Sạch sẽ rồi nha, chú $5 hốt nó sạch sẽ luôn. Cho nó về sớm nó nghỉ ngơi, nó chưa ăn sáng luôn á. Nãy em đang... Em ăn xôi rồi bà ăn. Cô kia có ăn không? Con cho bà 2 cái bánh tiêu đi. Kệ nó. À, cho bả đi mất công.
Ông kia ông ăn, ông lấy cho ông hai cái đây. Lấy bánh bò cho ông đi chú. Ông của đó, ông không ăn đâu. Đây nè quý vị nha, em đi phát nè. Giờ chuẩn bị em đi phát từ thiện nha, chú $5 ủng hộ nè quý vị nha. Đây phát bánh tiêu cho bà con nè. Đây con gửi cho bà già trước nè. Gửi cho con. Cô xin phần cho em lên đâu thì không? Rồi gửi cô. Có ai nữa không? Cho cô xin phần, phần cho con. Thôi thôi. Mỗi người một phần thôi. Ai cần phần nữa? Không không cô ơi, để cho người khác nữa. Em phần đi cho mấy người bầu ăn mà. Ai ăn thì ra lấy để con cho người khác nữa không được. Cho mấy người bầu ăn mà. Cho xin cái anh. Mỗi người một phần thôi. À, còn tiêu đã. Tiêu mới chiên xong á. Cảm ơn cô. Ông kia ông lăn đi ông được nha. Anh đang lấy quay cho ông được không? Ông kia ông lăn đi. Rồi ok. Cho ông rồi cái trời. Ông cho ông rồi. Hai cái. Rồi ok anh. Cho một cái. Đi ra phía trước đi chị ơi. Cho mình lấy cho người đó. Tổng nè. Ba. Cho mình lấy cho. Cứu người ta là không có được lấy. Rồi cô đưa cho chú đó đi. Rồi. Lấy cho ai lấy ra phía trước nha. Ra phía trước đây con lấy con đưa chứ phía sau con đưa đâu. Rồi cho mời cho bạn. Cảm ơn cảm ơn. Ê, cái không được đụng vô cái bịch để con phát cái sao mà đưa lấy vậy. Ra phía trước chị ơi. Rồi. Cho cái con nói ra phía trước con mới đưa mà phía sau con mới đưa đâu. Ok. Rồi ok cô. Rồi xe. Mới chiên xong luôn đó. Đúng rồi. Rồi hết rồi. Cái em ơi. Rồi ok. Còn ai nữa, còn hai cái cuối cùng. Rồi chờ bà. Rồi hết luôn.